Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Sáng mùng 1 tháng 6, trong lúc di chuyển xuống khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng tham quan, người dân phát hiện một chiếc chân người nằm trên đường Hoa Hồng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Nhận được thông tin, công an thành phố Đà Lạt đã tới hiện trường, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa khu vực này để triển khai công tác điều tra. Phần chi người được phát hiện là từ phần đùi trở xuống và đã bị phân hủy nặng. Theo nhận định ban đầu, có thể phần thân trên đã bị động vật kéo ra đường Hoa Hồng vào tối ngày 31 tháng 5. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực này xem có phát hiện ra những phần thi thể khác hay không.